Hai Giang chào mọi người nha. Chào mọi người trở lại video nấu ăn của Giang nhé mọi người. Hôm nay thì Giang sẽ mang đến cho mọi người một món nữa. Đó chính là món cơm chiên cá mặn nhé mọi người. Rồi bây giờ Giang mời mọi người cùng đi vô bếp làm với Giang nha. Đang đứng ngay cái thung lũng này rất là đẹp nha mọi người. Cỏ xanh tươi luôn. Giờ đi làm thôi. Nguyên liệu mà dùng để chiên cơm cá mặn ở đây thì Giang sử dụng là khô cá đù nhé mọi người. Đó và một ít salad cắt sợi sợi nha. Ít hành tím và một ít hành tây cắt hạt lựu. Ở đây Giang có chuẩn bị thêm là một dĩa cơm trắng. Khô cá đù thì mọi người chọn cái phần khô mà con hơi bự xíu thì mình chiên lên cho nó vàng nha. Khô bự thì mình bóc ra được thịt nhiều nhé mọi người. Đó mọi người lưu ý mình chiên lên cho nó vàng thôi nha. Đừng chiên mà khô quá thì cái phần thịt nó ăn nó sẽ bị cứng nha. Ở đây Giang sẽ đi bóc ra cái phần thịt nha mọi người. Đó ở đây Giang đã bóc ra cái phần thịt xé ra nhỏ nhỏ như vậy nè. Tí nữa mình chiên cơm mình bỏ vô mình chiên nha. Đó mọi người nhớ bỏ hết cái phần xương ra nha. Rồi bắt đầu Giang sẽ đi chiên đây. Thì cái chảo mà chiên nó chiên cơm thì lúc nào nó cũng bóng vậy mọi người. Mọi người hôm bữa giờ Giang có làm mấy món cơm chiên trước thì mọi người bình luận mọi người hỏi đó. Thì chảo này chiên mà chiên cơm thì mình để chiên cơm thôi, mình không có xào nấu cái gì khác hết á. Thì cái chảo lúc nào nó cũng bóng lưỡng vậy á. Ở đây Giang tráng qua một ít dầu cho nó bóng thêm mà cho nó nóng lên nha. Rồi Giang sẽ cho thêm một xíu dầu ăn nè. Giờ Giang sẽ đi phi hành tím nha. Phi lên cho nó vàng mà cho nó thơm. Thì Giang hướng dẫn video mà nhiệt tình thì mọi người cô chú anh chị ủng hộ Giang bằng cách cho Giang xin một đăng ký kênh và một like nha. Để Giang có nhiều động lực thì Giang sẽ ra nhiều cái video hơn nữa nha. Rồi tiếp nữa thì Giang sẽ cho là một muỗng nha mọi người, muỗng nhỏ thôi. Muỗng mình ăn hột vịt lộn á. Mắm ruốc nha mọi người. Rồi giờ Giang sẽ xào lên. Mọi người nhớ nha, nhớ phải cho cái mắm ruốc vô. Mình xào lên cho nó thơm nha mọi người, cho nó dậy cái mùi thơm lên luôn. Đó cho nó sôi sôi lên vậy nè. Thấy không, mà mình bỏ vô mà không xào lên á thì nó ăn nó sẽ bị dễ bị tanh nha. Xong rồi Giang sẽ cho một cái trứng gà. Một xíu màu điều. Thì một phần cơm thì Giang sẽ chiên là một cái trứng nha. Xong rồi Giang sẽ cho cái phần cơm vô luôn. Rồi giờ Giang sẽ lắc lên và sẽ chiên lên cho nó đều cái phần mắm ruốc á với màu điều đó cho nó thấm đều qua cái hạt cơm hết luôn nha. Theo như Giang nghĩ á, theo như Giang làm bếp được lâu á thì Giang nghĩ á, cái cơm nhiều loại cơm mà mình ăn có thể ngán nhưng mà riêng cái cơm cá mặn này ăn không ngán nha mọi người. Riêng cái cơm cá mặn này ăn nó có cái mùi thơm đặc trưng của cá mặn á nên là ăn không ngán, ngon. Ở đây Giang nêm nếm là một xíu bột ngọt và một xíu đường nha. Mọi người đừng có cho hạt nêm. Tại vì cái phần mắm ruốc với cá mặn nó đã là mặn sẵn rồi. Nên là mình chỉ cho là đường với bột ngọt thôi để nó dằn lại cái độ mặn của cá mặn với mắm ruốc nha. Mọi người nhớ nha, không có cho hạt nêm nha. Rồi bây giờ Giang sẽ chiên và lắc đều lên cho cái hạt cơm mình nó khô lên là được nha. Rồi xong cái món cơm chiên cá mặn này thì mọi người muốn Giang chiên cái món cơm gì thì mọi người cứ comment phía dưới nha. Rồi khi nào cái cơm mình nó nóng nó rời đều ra hết rồi thì Giang sẽ cho tiếp cái phần cá mặn vô. Đó cá mặn này thì nãy mình cũng đã chiên rồi. Cá đù này là cá đù mặn á mọi người. Nó có cá đù nè, có thể người ta sử dụng bằng cá sủ và có thể là người ta sử dụng bằng cá thu. Nhưng mà Giang sử dụng bằng cá đù này thì nó có thịt nha. Tại mình có phần thịt để ăn nó sẽ ngon hơn nha. Xong rồi Giang cho tiếp là hành tây nè. Rồi salad mình cắt sợi sợi á. Với hành lá nữa. Tại vì cơm cá mặn thì thường thường mình cho cái phần la ghim này vô á, ăn nó có rau đồ nữa. Nó đỡ ngán lắm nha mọi người. Đó giống như nãy Giang nói rồi đó. Ăn riêng cơm cá mặn này ăn không ngán nha. Bắt đầu nó sẽ có một mùi thơm rất là ngon nha mọi người. Rồi bây giờ Giang sẽ cho ra cái thố đây. Một thố này tầm độ 2 người ăn á mọi người. Rồi video đến đây đã kết thúc nha. Giang cảm ơn mọi người đã xem hết video của Giang nha. Cơm chiên cá mặn rất là ngon nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người clip sau nha mọi người.
Mọi người yêu thích video thì cho Giang một like và một đăng ký kênh phía dưới nha. Cảm ơn mọi người.